xin quý lễ một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần thi đấu của hai vận động viên. Lúc 4 phút 31 giây hiệp 1 bằng một kỹ thuật rất đẹp mắt, đô có đỏ đã thắng đô có xanh. Như vậy đô có đỏ đã giành chiến thắng 2 trận. Để giành được vinh danh là đô lực sĩ, đô có đỏ phải tiếp tục thi đấu một trận nữa với một đô nhận lời thách đấu. Đô nhận lời thách đấu là đô Lê Đức Tài, cũng của đơn vị của trai. Giải thưởng nhằm tưởng nhớ đến Thái Nhân Minh, cao hoàng đế Mạc Văn Dung, người mà ở thế kỷ 16 đã vượt qua rất nhiều những đô vật ứng thí tại kinh thành để có được ngôi đô lực sĩ Võ Trạng Nguyên, và đó cũng chính là người sau này đã lập nên vương triều nhà Mạc của chúng ta. Và giải đô lực sĩ này thì cũng có một cái ý nghĩa khác, đó là nguồn động viên, sự kêu gọi đến các đô lực sĩ của chúng ta, các đô vật của chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện phấn đấu để có được cái thành tích tốt hơn, có được cái kỹ năng cũng như là trình độ chuyên môn cao hơn để góp sức mình vào thành công chung của thể thao thành phố và nước nhà. Và đó chính là giải đô lực sĩ. Và bây giờ thì để cho quý vị tiện theo dõi thì xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Thức, chuyên gia của môn vật đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hải Phòng, sẽ một lần nữa công bố lại danh sách của các đô vật đã đăng ký tham gia giải đô lực sĩ năm nay ạ. Trân trọng kính mời ông. Có bản lĩnh, sự tự tin và đặc biệt là có thân mình sức khỏe rất là tuyệt vời. À, chính vì vậy mà chúng ta đã được theo dõi hai trận đấu với những diễn biến rất là gay cấn, sôi động. Hy vọng rằng là trận đấu thứ ba này chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những cái phần tranh tài mà có thể khiến cho quý vị cảm thấy tương ý, hưng phấn và mãn nhãn ạ. Và khi mà chúng ta được theo dõi những cái màn tranh tài như vậy thì có lẽ là chúng ta cũng nên mở mình ra một chút, đúng không ạ, để cổ vũ động viên nhiều hơn. Những tràng vỗ tay thì lớn hơn, kéo dài hơn, được không ạ, để dành cho các đô lực sĩ của chúng ta, dành cho các đô vật của chúng ta để họ có thể có được phần thể hiện tốt nhất. Chúng ta vẫn liên tục nhận được những tin vui báo về từ ban tổ chức khi mà chúng tôi đang có được sự đồng hành và sự chia sẻ, sự ủng hộ của các mạnh thường quân là nhân dân, là du khách khi đến với hội thi truyền thống của dân tộc Thời Mạc lần thứ hai này. Hoàng Văn Nam giành thắng cuộc, như vậy sẽ được ban tổ chức vinh danh là đô lực sĩ. Nhưng trường hợp nếu Đô Đức Tài thắng cuộc thì Đô Tài tiếp tục sẽ thi đấu với các đô để nhận lời đấu với Đô Tài. Chúng tôi xin giới thiệu đô mặc trang phục áo đỏ Hoàng Văn Nam là đô thách đấu, đô vật Lê Đức Tài là đô nhận lời thi đấu. Mời hai đô vào xe đài. Hai đô bắt tay nhau trước khi vào thi đấu. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Thank you.
Kỹ thuật để nhấc bổng Ronaldo lên, liệu rằng có những trận đột biến của trận đấu này không? Đô Lam cũng rất khó ăn. Chúng ta sẽ chờ xem. Hai đô tiếp tục. Vâng, chụp Đô Lam chỉ còn. Hiện nay Đô Lam đã nhị thắng rồi. Chỉ còn một trận nữa thôi. Sẽ được ban tổ chức và các nhà tài trợ trao phần thưởng. Và đặc biệt một áo choàng. Theo tôi đấy là đánh nằm cái giá trị. Không thể gì để mà so được. Liệu Đô Khố Xanh tuy rằng người béo hơi bèo một chút thôi, nhưng mà chắc chắn rằng là với trọng lượng thể lực trốn tránh Đô Lam né rằng rồi. Hiện nay Đô Khố Xanh đã né rồi, cẩn thận Đô Lam có cái đoạn bốc một đấy. Rồi vừa rồi Đô Lam bốc một rất nhanh, tuy béo nhưng mà chạy rất nhanh. Đồng tay tư. Hiện nay Đô Lam rất chậm, không dám sông sáo như hai đô trước. Đô Khố Xanh cứ mạnh dạn đi, được em cả nát được không? Chỉ hơn một trọng lượng thôi. Về theo con mắt chuyên môn chúng tôi đánh giá thì Đô Lam này đã từng thi đấu nhiều giải ở trong nước cũng như khu vực. Dừng lại, các trọng tài đã báo hiệu. Như vậy là khi trọng tài phát hiện là đai của Đô Cốt Đỏ là hơi lỏng, đấu nước viên và hãng là buộc cái hơi lỏng có vấn đề thì chạy thoát mất, cho nên về đề nghị buộc chặt lại, không chạy được. Sao? Hai đô tiếp tục. Rồi, hiện nay đô xanh bóng một rồi. Nào, bây giờ Đô Khố Lăng đang đánh ở. Mà chính này vào bóc một Đô Khố Xanh này để bị Đô Khố Đỏ phản lại bằng một đòn kỹ thuật kéo khố ba. Đô Lam đã kéo khố ba, như vậy Đô Khố Xanh đã bị ngã ngửa và lùi lại chân. Như vậy Đô Hoàng Văn Lam Hải Phòng toàn thắng Đô Khố Xanh năm 2023. Đúng là chết.
sau 3 trận đấu, Đô Hoàng Văn Nam xứng đáng là được vinh.